Chào cả nhà, hôm nay phim 4G xin giới thiệu cả nhà bộ phim tình cảm đam mỹ của Thái Lan với tựa đề Ma Cà Rồng Rượu Vang Đỏ. Chuyển về ở cùng nhau là cái được chung chăn chung gối luôn. Pom thì đang say giấc nồng, còn Patrick thì ngắm em Pom ngủ ở khoảng cách gần. Cái tay Patrick không chịu để yên mà nựng cằm Pom như nựng chó vậy đấy, làm Pom tỉnh giấc. Pom hỏi Patrick đang làm gì, thì Patrick kêu đánh thức Pom dậy để nấu đồ ăn sáng cho mình. Pom thắc mắc tại sao mình phải dậy nấu đồ ăn cho Patrick ăn vậy, có tay chân tự đi mà nấu đi chứ. Vậy là Patrick giải thích Pom là vợ, nấu cho Patrick là chồng ăn thôi. Hai cái anh này, cưới hỏi bao giờ đâu mà kêu vợ chồng ngọt rớt thế. Pom nhất quyết không chịu, vậy là Patrick đè Pom ra hôn ngấu nghiến, khiến Pom nhột quá phải đầu hàng mà đồng ý dậy nấu ăn cho Patrick. May mà trước kia cũng có kinh nghiệm nấu ăn nên Pom nấu đồ ăn khá ngon, khiến Patrick gật gù tấm tắc khen. Pom hỏi dạo này mình làm việc có ok không? Patrick nói cũng được, vậy là Pom nói sắp đến ngày Pom phải uống loại rượu vang đỏ rồi. Patrick thắc mắc tại sao Pom lại phải uống cái đó, thì Pom nói vì nó ngon thôi. Nhưng quan trọng là đắt bỏ mẹ ra, mấy đứa bạn của Pom lần trước uống được cốc rượu đó mà muốn phá sản luôn rồi. Nhưng Pom nói Patrick phải cho Pom uống miễn phí đó, Patrick nói tùy theo thái độ của Pom. Vậy là Pom giở trò làm nũng xin xỏ Patrick, chắc thấy em bồ đáng yêu quá nên Patrick bất lực đành đồng ý thôi. Ở nhờ phòng Patrick là Pom biến thành Austin toàn thời gian của Patrick luôn, đang phải dọn nhà mệt đứt hơi thì Kim gọi điện hẹn Pom gặp mặt. Vậy là Pom xách đít chuẩn bị đi gặp trai thì Patrick hỏi Pom đi đâu, thì Pom nói mình đi gặp Kim. Đánh hơi thấy vợ chuẩn bị đi gặp trai nên Patrick tìm cách ngăn cản ngay. Patrick định bắt Pom làm việc nhà nữa, Pom liền cãi tay đôi lại với Patrick luôn, muốn làm gì thì tự làm đi, còn Pom bây giờ là phải đi chơi. Quá trời với cái nét mê trai của bà thụ này rồi. Đúng là Patrick có ngăn cản nhưng không hiệu quả. Vậy là phải đi rình mò vợ đi chơi với trai nó như thế nào. Patrick đi chạy bộ là phụ, còn đi rình em bồ là chính. Nào ngờ Patrick đụng mặt ngay thằng Chin tào lao. Thì ra Chin cũng đang đi rình mò Jolie hẹn hò với Mai. U là trời, không hẹn mà gặp, chúng nó cùng nhau hẹn hò trong một công viên luôn mới ghê. Chin hỏi Patrick đi đâu thì Patrick nói đi tập thể dục, nhưng không qua nổi mắt cú mèo của Chin đâu. Patrick nói lỡ mồm cái là Chin bắt bài ngay. Anh Patrick cũng đang đi rình Pom hẹn hò đây mà. Đúng là hai đứa cùng cảnh ngộ, điên vì tình nên thi nhau than thân trách phận. Còn Pom thì được Kim dẫn đi dã ngoại, đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên nhắc tới Kim. Thế là Kim nói nếu em trai mình có làm gì có lỗi với Pom thì để Kim chuộc lỗi cho. Kim đang định nói gì đó thì đúng lúc đó Jolie cùng Mai đi đến. Vậy là hai người nhập hội ngồi cùng Pom và Kim luôn. Mà các bác nghĩ coi, giữa trưa nắng bóng 40 độ C mà bóng cây tụi nó không ngồi, ngồi giữa nắng mà chúng nó tâm tình với nhau mới ghê. Coi mà nhũng não cảnh này với ông đạo diễn, phi lý vô cùng. Cũng đã đến giờ ăn trưa nên Kim bày đồ ăn ra cho mọi người cùng ăn chung. Được ăn trực mà cái miệng thằng Mai còn trêu chọc Kim, đang tán tỉnh Pom đúng không? Ở đây bốn người đang vui vẻ, còn xa xa kia là Patrick và Chin thì đang rình mò sau bụi cây. Sao phải khổ vậy hai anh? Nhưng đúng lúc đó, Patrick nhìn thấy hai tên khả nghi bận đồ đen cũng đang rình mò Pom và mọi người. Hai tên này còn xù xì nhỏ to với nhau là sẽ bắt bọn họ về, rồi đi mất. Patrick đánh hơi thấy mùi mờ ám nên cùng Chin đuổi theo hai tên kia nhưng bị mất dấu. Vậy là hai chàng, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về để thông báo cho mọi người. Patrick chạy đến chỗ mọi người rồi nói có hai gã khả nghi, hành động mờ ám đang theo dõi mọi người. Jolie nghe thấy vậy thì chợt nhớ tới những lời nói của Miss, bảo tướng Lux đang cho người bắt cả đám. Chắc Pom cũng nhận ra điều gì đó nên Pom và Jolie nhìn nhau mà hiểu chuyện ngay. Kim bảo chắc Patrick bịa chuyện ra để chia rẽ mọi người thôi, nhưng Pom nói mình phải về chuẩn bị đám cưới phụ hai đứa bạn nên xin phép cùng Jolie đi trước. Pom và Jolie chạy nhanh đến quán gặp mọi người. Pom nói chắc chắn là cảnh sát đã tìm thấy chúng ta, vậy thì không có cách nào có thể trốn thoát được. Pom đưa ra giải pháp, để an toàn thì mấy đứa phải trở thành con người. Jen nghe xong liền gân cổ lên nói, không lẽ ý của mày là đi lừa người khác yêu mày, rồi mày đi hút máu người ta y như mày từng bị hay sao? Chẳng phải trước kia tên Q để trở thành người cũng đã lừa Pom yêu hắn, rồi cắn cổ Pom để hắn biến thành người à? Giờ Pom lại nói muốn dùng cách này, đúng là kẻ tổn thương lại đi làm tổn thương người khác mà. Quá đáng trách cái suy nghĩ thô bồi của con bot này rồi. Nhưng Pom nói, đó là cách duy nhất rồi. Vậy là Jen và Pom cãi nhau chúi chóe như chó với mèo. Jolie phải đứng ra cản lại. Jolie nói chúng ta phải chiến đấu, dù biết là sẽ thua nhưng vẫn phải chiến đấu tới hơi thở cúng cùi. Vì chuyện đó nên Pom ngồi như người mất hồn. Patrick phải kéo Pom về thực tại. Patrick mắng Pom lười biếng không chịu làm việc, nhưng Pom cãi lại nói em không có lười nha, rồi đi làm tiếp. Đúng là trái đất hình tròn, Pom gặp lại cái thằng người yêu cũ của cơ thể loài người và con bồ bánh bèo của nó. Cũng vì con bánh bèo này mà Pom bị tên đó đào mỏ cho đến hết sạch tiền. Cái con bánh bèo khốn nạn thấy Pom như thấy yêu quái hay sao mà lại khiêu khích, mỉa mai, nói Pom giờ đây lại làm phục vụ quán rượu, không thể nhục à. Pom thì không biết con điên này là ai, tự nhiên mới gặp mà giờ hơi chửi mình là sao. Nhỏ này bệnh lâu năm mà giấu chắc luôn, bánh bèo khốn nạn cứ cảnh cáo Pom không được qua lại với bạn trai của nó, còn khịa Pom đi làm phục vụ để kiếm tiền bao trai đúng không? Hết chịu nổi cái nhỏ khùng này rồi, Pom to tiếng mắng lại thì con quỷ cái kia hát nước lên người Pom. Nhưng may mà Patrick chạy ra đỡ kịp, anh hùng cứu mỹ nhân cho Pom. Dám đụng vào bồ của anh à, Patrick bắt đầu chửi con bánh bèo hắc ám, rồi tiện thể giới thiệu Pom là người yêu của mình. Pom làm phục vụ cho vui thôi chứ tiền Patrick đưa cho Pom tiêu một ngày không hết, khéo cả đời này bà không kiếm nổi đâu. Nghe anh Patrick khịa nhỏ bánh bèo mà đã cái nư dễ sợ các bác ạ. Rồi thằng bạn trai kia tự nhiên nổi máu anh hùng ngang xương, đứng dậy chửi nhỏ bồ rồi bỏ mặc mà đi về.
Bà kia xấu mặt quá định bỏ về, nhưng bị Pom giữ lại vì chưa thanh toán mà đã đòi về là sao vậy bà cố nội, có tiền trả không đấy? Pom làm việc mà Patrick không rời mắt, Pom hỏi tại sao Patrick cứ nhìn mình mãi, Patrick nói thì nhìn người yêu làm việc thôi. Pom hỏi mình trở thành người yêu của nhau từ khi nào vậy? Thì Patrick nói mới hôm nay đây thôi. Pom hỏi tại sao Patrick lại giới thiệu là bạn trai mình, thì Patrick nói đang giúp Pom mà. Patrick hỏi đó là người yêu cũ của Pom hả, nhưng mà Pom nói mình còn không biết anh ta. Patrick nói cũng đúng, sao có người yêu được vì Pom mới đến đây mà. Em nghi ngờ thân phận của anh Patrick đây nhé. Nói cứ như biết mọi việc vậy. Pom hỏi Patrick hỏi vậy có phải anh ghen không thì Patrick lại chối rồi đi làm việc. Được Patrick thả thính ngọt như mía lùi, Pom bắt đầu xa lưới tình anh top rồi mà còn chưa nhận ra. Pom và Patrick đánh răng mà cũng trêu chọc nhau, thấy Pom cứ nhìn mình vậy là Patrick hôn má Pom. Pom kêu Patrick đang đi quá giới hạn rồi đấy, nhưng Patrick nói Pom còn nói nữa là còn hôn đấy. Patrick nói đó là phí thuê phòng, giờ Pom ở đây là phí thuê phòng trả bằng nụ hôn nha. Giá của một nụ hôn là 500 baht, nhưng Pom kêu giá của mình phải đáng giá cả 1000 baht cơ. Thế là Patrick tâm cơ, nâng liền tiền phòng lên là 5000 baht, bảo cuối tháng phải cho anh hôn 5 cái đấy. Pom than, sao mình đã phải làm một đống việc nhà như Austin không công rồi, tiền phòng không giảm còn tăng là sao? Nãy Patrick thơm má Pom là mặt Pom bẩn, nên bây giờ Patrick kêu để mình lau mặt cho Pom, rồi Pom cũng đòi cọ mặt vào mặt Patrick để rửa hộ Patrick. Hai anh ở khoảng cách gần nhìn nhau ngại quá nên luống cuống rửa mặt rồi đi vào phòng. Patrick tặng Pom một con gấu bông để lúc nào muốn ôm anh thì ôm gấu bông cho đỡ thèm. Pom thắc mắc sao mình lại muốn ôm Patrick, thì Patrick nói tối nào Pom ngủ chẳng quay sang ôm Patrick, nhưng Pom không tin đâu nhé, chắc Patrick nói tào lao bí đao thôi, chứ ai thèm ôm anh. Patrick miêu tả con gấu bông đội mũ thỏ mà không quên thả thính khen Pom dễ thương khiến Pom ngại quá rồi nói muộn rồi đi ngủ thôi. Rồi mắc gì mà cái giường to như vậy mà hai đứa phải nằm dính sát nhau thế, sao không nằm lên người nhau luôn đi, cho sướng. Quất một giấc tới sáng thì Pom thấy Patrick đang ôm mình, thế mà nói, tối Pom chăm chăm ôm Patrick, cái này là Patrick đòi ôm Pom thì đúng hơn. Pom nói, nay mình sẽ đi đám cưới bạn nên rủ Patrick đi cho đông người, còn giúp được nhiều việc. Mà Patrick kêu mình lười lắm không đi đâu, vậy là Pom hù dọa, ok la, vậy để em gọi anh Kim đi cùng. U là trời, nghe như sét đánh ngang mai, Patrick ngồi dậy, nhảy ra khỏi giường mà nói sẽ đi liền. Pom đến thì bị mọi người trêu chọc nói dùng giờ cao su hay sao mà đến tối muộn mới đến, không giúp đỡ mọi người gì cả. Patrick liền đỡ đạn cho Pom, nói mọi người đừng trách Pom vì lỗi ở mình nên Pom mới đến trễ. Vì đến trễ nên Patrick nói để mình đi mua đồ ăn cho mọi người ăn. Miss nhanh miệng nói để xem có món gì ở vùng đất loài người chưa được ăn. Nói xong thì bà mẹ giật mình nhìn lại Miss, lúc đó Miss mới biết mình lỡ mồm rồi, nên bịa lý do đủ thứ, nói nhầm rồi thôi ăn gì cũng được vậy. Cuối cùng gọi pizza về ăn, Pom la toán lên, pizza lại có dừa, vậy là Patrick nhặt dứa ra cho Pom luôn. Người đâu mà đã đẹp trai lại còn ga lăng. Lũ bạn kế bên thì hú hét, như vậy là sao đây? Quất nhau rồi à? Tối ở quán, Pom xin Patrick cho được đi uống rượu với các bạn, nhưng Patrick nói đang giờ làm việc mà. Vậy là Pom lại dùng Mỹ Nam BD bot kế, nhõng nhẽo với Patrick xin xỏ, cuối cùng Patrick lại mềm lòng mà đồng ý cho Pom đi. Cái đội này uống rượu mà toàn thả cơm chó cho Pom xem thôi, Pom chán quá nên ăn làm dính sốt lên miệng. Patrick có ý tốt nhắc nhở miệng Pom bẩn nhưng lại chỉ vào miệng mình làm Pom hiểu nhầm ý của Patrick kêu mình hôn môi. Đang có men rượu trong người, vậy gì cử, thế là Pom nhào tới hôn Patrick luôn, trước sự ngỡ ngàng của đám bạn. Pom hỏi Patrick như vậy vui chưa? Thỏa cái nư anh chứ? Thì Patrick giải thích, mình chỉ môi là vì trên môi Pom có nước sốt, chứ có kêu Pom hôn môi mình đâu. Quê là quê một cục, Pom ngại quá liền chạy vào nhà vệ sinh luôn. Mấy đứa ngồi lại thì bắt đầu hỏi cùng Patrick cảm nhận của Patrick về Pom. Patrick nói có cảm tình tốt nhưng vẫn còn phải tìm hiểu thêm. Nhưng bạn bè bảo, nếu Patrick thích thì phải rõ ràng, mọi người không muốn Pom đau vì tình thêm lần nào nữa. Đến dự đám cưới mà Pom với Patrick ăn mà cố dề dìm hàng cô dâu chú rể, em coi cứ ngỡ hai anh này mới là nhân vật chính vậy. Đám cưới gen và gian diễn ra theo phong cách Thái Lan đầy vui nhộn. Đến đoạn tung hoa cưới thì cả Pom và Patrick cùng bắt được hoa cưới. Mọi người cùng cổ vũ hôn nhau đi nhưng khi Patrick định hôn thì Pom lại tránh né. Yếu lại còn ra gió, Pom nhậu xỉn quắc cần câu phải để Patrick đưa về. Để Pom nằm trên giường rồi Patrick định rời đi thì Pom ôm tay Patrick rồi nói không được lừa em đâu, em dễ tin người lắm, đặc biệt là trai đẹp. Patrick nói đó là cảm xúc của mình, còn Pom thì cảm thấy thế nào về Patrick? Hay định tiếp tục lừa Patrick như thế này? Rồi Pom hôn Patrick trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Patrick. Nhưng Patrick cũng kịp định thần lại mà đáp lại nụ hôn của Pom. Đấy bật đèn xanh như vậy rồi nên bây giờ chúng nó lôi nhau tập thể dục trên giường luôn các bác ạ. Về chuyện của thế giới ma, cả rồng, tướng Lux cấu kết cùng tên tội đồ bị trục xuất Quy Chan, giam cầm thống đốc thành phố để xoán ngôi. Từ đó, lão Quy Chan có thể tự do mà quay về thế giới ma cả rồng mà sống, do lão đã vô cùng chán thế giới loài người rồi.
tướng Lux ra lệnh cho Quy Chan lùng sục thế giới loài người để tìm ra cái huy hiệu thống đốc cho bằng được. Thông tin này đã được hai anh cảnh sát moi móc từ tên đàn em lão Quy Chan mới bắt được. Mà theo em suy luận từ tình tiết trong phim thì cái huy hiệu đó đang được Patrick cất giữ. Điều này có nghĩ là Patrick cũng là ma ca dung nhập vào thân xác con người đó cả nhà. Bố mẹ nuôi của cả đám đã bị tướng Lux bắt giữ giam vào tù vì tội chống đối chính quyền. Còn Miss thì thắc mắc sao mình chuyển thế thử thế giới ma cà rồng mà cái huy hiệu này vẫn theo mình là sao? Nhìn có vẻ là hàng hiếm, bán chắc cũng được bộn tiền tha hồ tiêu xài. Phim Ma Cà Rồng Rượu Vang Đỏ tập 5 và 6 đã hết. Mọi người nhớ like và theo dõi kênh để đón xem review tập 7 và 8 nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!